Đấy, chợ hoa Nam Định đây. À, hôm nay Tế Điên đi review cho mọi người nhé. À, đi với một người em. À, review cho mọi người đây, đây chợ hoa. Đây, chợ hoa Nam Định kìa. Đấy, đây là chợ hoa. À, đấy, chợ hoa mọi người. Tế Điên sẽ dẫn mọi người đi qua chỗ mà ngày xưa là anh em dân giang hồ đất Nam Định chuyên tụ tập đánh sóc đĩa đấy, và có những trận có những trận là đánh nhau va chạm đấy, ở những nơi này là nơi phức tạp nhất ở cái đất Nam Định những thập niên 90 đấy. Cả lúc đó anh Sơn Điền, anh Tấn Xuyên, rồi là tất cả những người những anh lớn đều tụ tập ở những con phố này. Đây, con phố này là mọi người đấy, cái biển đỏ đấy là cái chỗ đấy, là chỗ chuyên tụ tập tất cả các anh em đấy, giới giang hồ đất Nam Định, có tên tuổi địa vị, có lời ăn tiếng nói ở đất Nam Định mọi người đó. Đấy, cái chỗ mà đây mọi người nhé, cái chỗ mà biển đỏ, biển cờ biển đấy, xe đây em hạ kính xuống rồi kế ạ. Không không không, không gần anh đó, chỗ này đây là mọi người đó, đấy, chỗ này đấy, đấy đứng em đứng đây, đây là chỗ đựng hoa này các bạn nhé, đấy là ngày xưa, bây giờ là chậu hoa mà mọi người, đấy đây là chậu hoa, cái đâm dân là người ta đặt hoa đây, chứ bình thường ra là tất cả chỗ này là chỉ có dành cho tất cả các anh em đấy, giang hồ giang làng tụ tập ở đây đấy, bên này là trường Hàng Thuyên đấy, Hàng Thuyên, trường Hàng Thuyên đấy, bây giờ là nơi chịu cắt tóc cắt tiếp đấy, chợ hoa đấy mọi người đó, cái chỗ này đấy, cái cây này là ngày xưa là chuyên tụ tập đấy, thẳng camera này nha mọi người nhé, ở trên vỉa hè này là chuyên tất cả các anh em tất cả các anh em đó, chỗ này này mọi người đó, đó chỗ đấy nhá, đấy mọi người nhá, dành cho tất cả các anh em giang hồ giang lạc mà chuyên tụ tập ở đây giải chiếu sóc đĩa ở đây, và cũng từ ở đây xuất ra những vụ va chạm đánh chém nhau ở đất Nam Định, và cũng là ở tại chỗ này anh Yên Xá đã vác vào khẩu AK cưa báng đuổi anh Sơn Điền đấy mọi người ạ. Ừ, đi em đi phát lên cái cổng trường này xong là lùi. Bây giờ đây là chợ hoa, xong là tính nữa anh em Tế Điên sẽ quay xe lại và Tế Điên sẽ xuống xe đi một đoạn để review cho mọi người nhìn quang cảnh của chợ hoa đấy, còn đi thẳng lên đoạn này, thẳng lên là chú chợ rồng mọi người ạ. Nam Định quê tôi, nơi sinh ra và lớn lên của Tế Điên, và những ngày tháng Tế Điên đã bụi đời lang bạt, và những cái nơi này cũng là nơi Tế Điên cũng ngày xưa cũng lang thang ấy. Đó, trên kia là đoạn chợ rồng, Tế Điên ngày xưa cũng chuyên móc túi đấm thượng cướp giật ở trong ở những nơi này, là ngày xưa rất gắn bó với những ngày cơm đường cháo chợ của Tế Điên mọi người ạ. Đó. Cái dọc khu này là chuyên là cái khu đồn đen ngày xưa, là người ta chuyên mua những quần áo cũ, mũ cối hay là quần áo ga, hay là những bộ quần áo tá, áo dạ tá đó, quần áo quân khu đấy mọi người đó, là chỗ này là nơi cũng là bên mua xe đạp
đấy, ngày xưa chỗ ở cái cổng trường này mọi người này là ngày xưa chưa có trường đấy, ngày xưa là cái tường bao của trường Hàng Thuyên đấy, thì trước đây là ở cái dọc cái bên vỉa hè bên này, mà đây đang quay camera mọi người này, đó là dọc cái này là chuyên những người mua xe của những người ăn cắp. Ví dụ là như ông Thưởng này, ông các ông mới là chuyên ngồi ở đây tầm 5-6 người đấy, ngồi ở đây chia ra cứ một người ngồi một lúc một đoạn đấy, chuyên tụ tập và mua lại những cái xe đạp đấy, ngày xưa cả ông Liên nữa anh nhở, Liên già Thưởng già là chuyên đi mua xe ăn cắp. Lúc đấy Tây Điên còn đang nhảy được những con Phượng Hoàng, những con giả lơ dựng đấy, là ra đây là bán đấy, mà là bán cho ông ấy. Chỗ này là nơi rất là đầy đủ các loại anh tài, từ côn đồ, từ trộm cắp, rồi là các kiểu mọi người ạ. Vì sau cái thời điểm là sau trước đây là cũng là đi điếm nhiều lắm cái con đường này buổi tối này. Đấy, đi điếm là người ta bướm bay. Đấy, bướm bay chuyên nhà ấy thôi. Đấy mọi người, bây giờ là tới điện xe mở cửa xe. Và đi review cho mọi người cái quan cảnh chợ Hoa mọi người. Đi chợ Hoa đấy. Đoạn này. Ô, đi thẳng ra phát này là về này. Đấy mọi người. Chào Hoa. Đó. Chỉ có mỗi dọc cái đường này mà, mọi người. Dọc cái đường này thôi. Đó. Được hoa mà. Hai mọi người nhìn thấy hoa đẹp không mọi người? Nhìn hoa đẹp. Hai bên nhá, bên kia lên là kìa. Hai bên kia. Đấy. Bây giờ chợ hoa. Chợ Hoa đấy, bên kia là cái sân bóng đá đấy, sân bóng đá đấy, lúc anh Yên Xá là anh đuổi anh Sơn Điền là chạy bên cái này này mọi người này, thẳng cánh tay cái điên sang là trước đây là cái trường Quang Trung đấy, bây giờ người ta phá ra người ta làm cái sân bóng đá đấy, trước đây là anh Yên Xá là anh đuổi anh Sơn Điền là chạy trong đó đấy, còn bên này là trường Hàng Thuyên mọi người này. Đó. Và hiện bây giờ mọi người nhá, Lâm Định nhá, buổi tối là vẫn tất cả là đi điểm là người ta vẫn đứng hai dọc bên đường này nha mọi người nhé. Đó là đây là người ta ra có thể là anh em buồn hay là như nào đó là biết xin ý anh nhé. Đó mọi người nhìn chưa, đây là chào anh mình chú đó. Chào đó, ok chào chú đang like đang like mọi người đó, chào anh Lâm Định nhé. Đi dọc hết thành phố là gì mọi người, đẹp không? Nó chỉ có ngày thôi, người Nam Định mà mọi người nó chỉ ngày thôi. Và buổi có thể mình có thể là đi đấy, chiều bây giờ là chuyển đi chiều Lê Quý Đôn, chiều là chiều Anh Quyên rồi. Đến đây là hết nha mọi người nhé, đây là bệnh viện rồi, đến đây là bệnh viện 1. Tây Điên chào mọi người, cảm ơn mọi người yêu quý dành tình cảm cho Tây Điên trong suốt thời gian làm kênh Tây Điên 1976 cũng như là kênh Tây Điên Nam Định, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay Tây Điên nhờ em Sơn Tư, một người em của Tây Điên chở Tây Điên đi để review cho mọi người. Cái kia là buổi tối nha mọi người ạ, buổi tối nha, bên này là chợ hoa. Đấy, buổi tối thì bắt đầu là ở đó với vui, chứ bây giờ thì không có ai có người cả. Đó, mọi người đó, trái chỉ có con đoạn phố đó. Tây Điên cùng với em Sơn Tư và anh Hưng Hiệp, những người anh em của Tây Điên
gửi lời chào khán giả yêu quý của mình trên kênh YouTube Tế Điên Định. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ, tràn ngập yêu thương và ấm gia đình. Đó là những gì mà Tế Điên và những người anh em gửi đến khán giả yêu quý của mình trên kênh YouTube. Tế Điên chào mọi người nhé.